Nhóm bạn thân hội ngộ trong sinh nhật thân Thúy Hà. Trên trang cá nhân, thân Thúy Hà đăng tải loạt ảnh trong dịp sinh nhật lần thứ 42 của cô, Tăng Thanh Hà và nhóm bạn cũng góp mặt để chúc mừng cựu siêu mẫu bước sang tuổi mới. Sáng 28 tháng 4, trên trang cá nhân, thân Thúy Hà đăng tải khoảnh khắc hội ngộ của nhóm bạn trong dịp sinh nhật lần thứ 42 của cô. Trong ảnh, Tăng Thanh Hà, Mây Phạm, Quốc Cường, Khôi Trần cùng vui vẻ chúc mừng bạn thân bước sang tuổi mới, năm nào cũng bị bất ngờ bởi mấy người này. Nhà mình bị đột kích trong mưa có nguyên đoàn người mở nhạc hát, mang bánh kem, đến lung linh, tiến, vào nhà làm tôi không kịp trang điểm nữa, cảm ơn các tri kỷ, cựu siêu mẫu xúc động chia sẻ. Bà mẹ hai con ôm bánh kem, dạng dỡ chụp ảnh cùng những người bạn tri kỷ của cô nhiều năm qua, được biết, bánh sinh nhật do chính tay bà xã của Louis Nguyễn làm. Để dành tặng thân Thúy Hà trong dịp đặc biệt, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà cũng đăng ảnh đi chơi cùng bạn thân trong dịp du lịch gần đây, cựu diễn viên chia sẻ, chúc mừng sinh nhật đại bàng của tôi. Bộ đôi gắn bó thân thiết với nhau 10 năm. Trước đó, trong dịp sinh nhật con gái thân thúy Hà, vợ của Louis Nguyễn cũng góp mặt. Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, thân thúy Hà là người mẫu nổi tiếng thập niên 1990, người đẹp quê tiền Giang kết hôn với một doanh nhân vào năm 2009, có với nhau một bé trai nhưng sau đó ly hôn. 9 năm qua, thân thúy Hà làm mẹ đơn thân. Vào cuối năm 2018, nữ diễn viên dừng mọi công việc sang Mỹ sinh con gái, tuy nhiên, cô giấu kín thông tin về cha của con gái. Ở tuổi 42, cựu siêu mẫu vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm, sau khi sinh em bé cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Năm 2019, người đẹp khiến khán giả bất ngờ khi quay lại với phim ảnh, cô thừa nhận bản thân là người tham công tiếc việc, không thể ở nhà quá lâu, mặt khác áp lực kinh tế với cô nhiều hơn khi trở thành mẹ của hai con bé hera thừa hưởng làn da trắng đường nét khuôn mặt dễ thương từ mẹ thân thúy hà tâm sự một mình chăm sóc và lo lắng cho hai con nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc với cô niềm vui mỗi ngày là chứng kiến con trai duy anh trưởng thành hơn con gái đáng yêu ăn ngoan ngủ ngon hãy để lại bình luận của bạn nó sẽ giúp ích những người xem khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại